Chào mừng quý anh chị em quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương ngày hôm nay ạ. Hiện tại Thúy Trần đang có mặt ngay tại cổng khu công nghiệp P-Zip 2, đây là cổng số 3 nằm trên mặt tiền đường của tuyến đường DT742 ạ. Vâng, mặt tuyến đường DT742 này thì chúng ta cũng dễ dàng lưu thông từ thủ dầu 1 lên tới khu vực cổng xanh. Vâng, và ngay đứng ngay đây thì chúng ta có thể nhìn thấy dự án Hana Garden Mall, và đây là một trong những dự án khá là thành công của bên công ty Nam Dương. Và ngày hôm nay thì có một số sản phẩm được bung ra nằm ở vị trí đắc địa thì Thúy Trần xin giới thiệu với cả nhà luôn ạ. Và bây giờ xin mời cả nhà chúng ta đi vào bên trong dự án của chúng ta. Vâng, trước mắt của Thúy đây chính là một cái cổng của khu dự án cực kỳ rộng và lớn đẹp đúng không ạ? Ngay bên cổng của chúng ta là các shop house đã được xây dựng và đang đi vào hoàn thiện. Chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi thì khu vực này sẽ trở thành nơi kinh doanh buôn bán khá là sầm uất luôn các bạn ơi. Vâng, và đường trục chính của chúng ta đây thì đường trục chính có quy cách là 25m ạ. Bao gồm một bên vỉa hè là 3m, cực kỳ rộng rãi và thoáng đãng luôn quý anh chị nhé. Hệ thống điện âm, nước máy thì đều đã được trang bị một cách đầy đủ luôn đấy ạ. Và điều đặc biệt hơn nữa thì dự án này đã có giấy phép xây dựng cũng như là bản vẽ đi kèm để tặng cho khách hàng của chúng ta. Khi anh chị em chúng ta đầu tư tại dự án này thì chúng ta có thể mua và xây dựng nhà luôn được ạ. Vâng, và hiện tại thì Thúy Trần cũng xin giới thiệu một trong những vị trí nằm ở khu vực này của chúng ta, nằm ở trên trục đường mà sẽ gần với các tiện ích như là chợ và trường mầm non. Hiện tại thì trong dự án của chúng ta đã được hoàn thiện về công viên cũng như là khu thể thao, và đến cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì sẽ tiếp tục xây dựng trường mầm non ạ. Và khi trường mầm non xây dựng xong thì bên bộ xây dựng sẽ xuống nghiệm thu cũng như là tổng kết lại toàn bộ quá trình thi công công trình của dự án và tiến hành nghiệm thu chuyển nhượng cho khách hàng của chúng ta. Vâng, và lô đất ngày hôm nay thì Thúy Trần cũng muốn chia sẻ với cả nhà, lô đất đó có tổng diện tích là 70m² với quy kích là ngang 5 dài 14, thổ cư 100% cho quý anh chị nhé, làm nhà trên trục đường chợ đấu nối với lại trường mầm non, cực kỳ đẹp luôn. Thì nghĩ là đây là một trong những vị trí đắc địa để quý anh chị chúng ta đặc biệt quan tâm và đầu tư tại một dự án nằm liền kề với khu công nghiệp P-Zip 2 mở rộng và nằm kế bên với lại khu trung tâm hành chính của chúng ta. Vâng, lô đất của chúng ta cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Tất cả quý anh chị nào chúng ta đặc biệt đang quan tâm đất đầu tư tại khu vực Bình Dương và đặc biệt là tại khu công nghiệp P-Zip 2. Vâng, thì quý anh chị em có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy Trần theo số hotline 0974594548 ạ. Vâng, nên là toàn bộ khung cảnh cái buổi chiều ngày hôm nay thì ghi hình lại được là khách hàng đang xuống tham quan đất ạ. Vâng, và câu này đang cực kỳ ưng ý một trong những cái vị trí mà Thúy giới thiệu trong buổi chiều em hôm nay ạ. Trong dự án đây. Vâng, vị trí của chúng ta cũng nằm trên trục đường sẽ đấu nối từ chợ tới trường mầm non mà Thúy đã chia sẻ nhá. Vâng, lô đất này của chúng ta cực kỳ thông thoáng với quý anh chị. Thì quý anh chị em và các bạn có thể ấn like, chia sẻ, đăng ký để chúng ta tiếp tục đón nhận những video hữu ích về tình hình bất động sản khu vực Bình Dương mà Thúy Trần muốn giới thiệu ạ. Vâng, thưa quý anh chị, xin mời cả nhà cùng xem lại tổng quan trên cao về khu vực dự án Bình Mỹ 2 hay còn được gọi là dự án Hana này để chúng ta có cái nhìn cận cảnh và rõ nét hơn trước khi mà chúng ta chọn một vị trí để đầu tư nhé. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn thân mến, đây là toàn bộ khung cảnh mà Thúy quay được flycam về khu vực dự án Bình Mỹ 2. Vâng, dự án của chúng ta có các shop house, có bao gồm đầy đủ các cơ sở hạ tầng như hệ thống điện âm, nước máy, hành lang, cây xanh cũng như là công viên và khu thể thao ạ. Vâng, và thưa quý anh chị các bạn, và bây giờ Thúy Trần sẽ tạm thời kết thúc video tại đây. Quý anh chị em và các bạn quan tâm đầu tư có thể inbox trực tiếp cho Thúy Trần nhé. Vâng, Thúy Trần xin cảm ơn cả nhà đã luôn luôn lắng nghe và đồng hành của Thúy Trần ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.